Một hình ảnh không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tất cả quý Phật tử mong rằng được một lần đảnh lễ Thầy. Cả nhà ơi, sao mà thương tất cả quý Phật tử. Kính thưa quý vị khán giả, quý Phật tử gần xa, thì trước mặt tất cả quý vị đây là một cái quán cà phê ở ven hồ nha cả nhà. Mà một cái hình ảnh thật sự là xúc động trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì những Phật tử mà chưa được gặp Thầy, chưa được nhìn thấy Thầy đảnh lễ, thì cũng đã đứng ở bên đây nhìn qua bên kia hồ để mong rằng nhìn thấy Thầy nha cả nhà. Thì để Thành Trung qua đây ghi hình chia sẻ cho cả nhà mình. Đó, một cái hình ảnh khá là xúc động luôn cả nhà. Thì phía trước tất cả quý vị khán giả, thì Thầy đang đứng ở phía bên trong. Đó cả nhà, cả nhà thấy có rõ không ạ? Một hình ảnh tuy rằng xa room lại thôi, nhưng mà một cái hình ảnh khá là rõ. Đó cả nhà. Và đây là những cái hình ảnh bà con Phật tử này. Đó, rất là hoan hỷ. Thì tuy rằng nhìn xa, tuy rằng là nhìn xa, nhưng mà quý Phật tử nhìn thấy bóng dáng của Thầy thôi là cũng đã vui vẻ rồi, hoan hỷ rồi nha cả nhà. Thầy ơi, chắc chắn mẹ thầy đi cắt thịt cái nó vậy. Thầy đang đứng đó, đứng chỗ gốc cây á. Đúng rồi, thầy đứng này xây viên cho mình nhìn, cho mình nhìn á. Đúng rồi. Sáng thầy đi không được là thầy thấy có thầy sẽ đứng cho cả nhà mình nhìn thấy thầy đó. Đó đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thầy đi thầy có sự cho quá thì nhìn là bên kia là sao mình nhìn được rõ như thế này chứ? Rất là thương các cô các chú ở xa tới mà chưa gặp được thầy, phải nhìn qua một cái bờ hồ đấy cả nhà, nhìn qua cái bờ hồ. Trong trong hẻm sao đấy, giờ thầy đứng ra nhìn rõ rồi.
thì thầy Trung cũng sẽ mong rằng là ghi được những cái khoảnh khắc đẹp nhất mà tình cảm của Phật tử dành cho thầy để chia sẻ cho cả nhà mình. Mình người cha không có điều kiện là tới để đảnh lễ thầy nên là thầy sẽ đi qua những cái hình ảnh để đảnh lễ thầy. Là cô đi đến đây mấy lần rồi? Cô lần đầu tiên đến đây, những hôm đầu tiên là cô rất có duyên, cô được vào nói chuyện với thầy rồi. À. Là. Cô được gặp thầy 2 lần, cô vào đình lễ thầy, cô lễ thầy. Là cô vào gặp thầy rồi. Là cái cảm xúc mà khi mà cô gặp thầy như thế nào, có thể là cô chia sẻ với tất cả quý vị khán giả, quý Phật tử được không? Cô chỉ biết cô... Với cô thì thầy như là một vị sống rồi. Có những cái cô mà sao cô lại khóc? Cô đã được gặp thầy 2 lần rồi mà sao mà cô lại khóc vậy? Cô khóc vì cô rất ngưỡng mộ thầy. Thầy chính là một vị Phật đại sinh. Thôi đi về con tum đi, con đi làm. Đi này, em lại đi về con tum đi nhá. Cô cứ chia sẻ đấy cho quý Phật tử họ biết được cái tình cảm mà tất cả quý Phật tử mà dành cho thầy á cô. Cô chỉ chiều đó, đúng rồi. Cô không biết nói như nào bởi vì chỉ có trong tâm cô mới biết được. Mà thầy rất là cao quý. Nên là từ khi biết từ khi cái video của nhân gà, cô biết được cái nhân gà ngày đầu tiên thầy đi là cô đã biết đến thầy rồi. Và cô đã nghĩ thầy là một người rất là cao quý, không có ai làm được như thầy hết. Thì với cái thời buổi hiện đại thì ai... Con chào thầy ạ, thầy ơi con vẫn ở đây ạ. Con vẫn chào thầy, con vẫn chào thầy ạ. Con luôn mong thầy sức khỏe. Thầy ơi con vẫn giơ tay như thầy để con chào thầy. Nhìn thấy cô khóc mà rất là tội nha cả nhà. Vậy mới biết là cái tình cảm của Phật tử dành cho thầy rất là nhiều. Thì thầy đang đứng bên kia để mà mong muốn là cho Phật tử nhìn thấy đây cả nhà. Cả nhà đang... là thành Trung zoom lại thầy đang chào cả nhà đấy. Con nhìn rõ thầy.
không bao giờ cần nghe, bởi vì mình chỉ biết trong tâm mình đâu là đúng đâu là sai. Cô sẽ bỏ ngoài tai tất cả những gì mà người ta nói về thầy, bởi vì đó là không phải là sự thật, bởi vì mình biết thầy là ai, bản thân cô biết thầy là ai. Ở Huế là cũng không về đây được, ở Huế không gặp được thầy là cô đã rất buồn rồi, nên lần này cô quyết tâm cô phải đi. Cô đi cô ra Huế, nhưng mà đúng hôm đấy là đến đêm là cô biết tin là thầy không có ở đấy nữa, nên lần này về đây là cô về và được rất chuyên lành, là khi cô xuống là đến tối cô được vào đánh lễ thầy luôn. Nên là cô cũng rất là may mắn khi mà đến đây thì cũng đã gặp được thầy hai lần so với tất cả quý Phật tử khác. Vậy là cô mãi ở đâu tới hả cô ha? Cô Hà Nội, ở tận Hà Đông, cô đi cũng xa, cô là... đi một mình vào đây. À, cô đi một mình. Trời, chả là chừng nào là cô về Hà Nội lại? Mọi người đừng quay. nhìn thấy cô khóc mà chắc có lẽ là cái như Phật tử nhìn thấy những hình ảnh này chắc là cũng không cầm được nước mắt luôn đó cả nhà. À. Trên đời lại cô khóc có cụ Hồ, cụ Giáp và thầy là cô khóc. Dạ. Cô khóc rất là nhiều. Lúc nào cũng nhớ cái khóc. Dạ. Cô luôn nghĩ thầy là một vị Phật. À, lúc nào mình cũng tôn kính thầy ha cô ha, dù có ai nói những cái lời gì đi chăng nữa, nhưng mà cái lòng tôn kính của mình đối với thầy thì cũng sẽ đặt lên hàng đầu cô ha. Có nhìn cô khóc còn rất là thương. Vì hôm bữa ở trong Đài Nam á, lúc đó cô Hằng có cái người mà bảo là Việt Tân á, người nhìn giống cô, biết đó có phải cô. Nếu mọi người phải nghi ngờ cô chưa hề biết Đại Nam là gì. Vì là... Và cô, nếu ai không tin tưởng hoặc không muốn biết về cô, nên hỏi thầy. Vì là, vì là hôm bữa có một cái cô là cũng tóc ngắn. Chỉ có thầy biết cô là ai. Nên là cô bằng thầy tu thân thì tại sao mọi người lại có thể nghĩ về cô như vậy? Cô một lòng kính Phật. Vì những người mà nhìn người ở đâu ấy, cô ở Hà Nội. Và những người mà kiểu là nhìn cô là con cháu của Hồ, cô là con Cục Giáp, cô là con thầy, cô là con của Phật. Anh Trung nói đây. Kiểu là nhiều người mà cứ như thấy cô tóc ngắn, mà hôm bữa là ở nơi chỗ Đại Nam có một cô cũng tóc ngắn như vậy. À, ra bảo là cái như ở bên cái như là người xấu không bao giờ Phật cho cô vào với thầy. Dạ. Không bao giờ Phật cho cô được vào, cô xuống xe mà đến tối dạ. Cô được vào đảnh lễ thầy luôn rồi. Dạ. Cô mọi người thấy hình ảnh giống á, mọi người nhìn nhầm á cô. Sao khóc dữ vậy cô? Cô xúc động quá. Cô xúc động, cô khóc luôn mà khóc coi như không cầm được nước mắt luôn. Rung luôn kìa, rung tay luôn kìa cả nhà. Thôi cô ấy là cái như thầy cũng sẽ được bình an cô ạ. À, với những cái tình cảm của tất cả quý Phật tử trong và ngoài nước dành cho thầy thì thầy lúc nào cũng sẽ được bình an. Cô ha. Trời. Xúc động quá không nói nên lời đâu. Mọi người đừng ai nghĩ nhầm về tớ, bởi vì tớ sao đấy? Tớ không cho thấy mày hình này. Rồi. Cô xúc động quá. Dạ. Nếu cô là người xấu, cô không bao giờ được đảnh lễ trước cả mọi người khi cô được gặp thầy. Dạ. Cô bình tĩnh nha, con thấy cô rung quá trời. Sao bình tĩnh nha? Đây thì nhà lai cây xanh của bác có thầy Minh Tệ cô bác gì đâu. Thư luôn. Bây giờ chú đọc qua một lần nữa, đọc qua một lần nữa đi. Là mình nói tên đừng khỏi nói danh nhé. Dạ. Phật tử chùa Hoa Lâm. Dạ. Là tự mình đi trên đoạn đường cái mình suy nghĩ vô đầu mình. Ồ, là dạ. Đây là vùng đất Gia Lai đúng không? Dạ. Đất Gia Lai cây xanh bóng mát.
có thầy Minh Tệ cô bác về đông, dạ, thấy không, quý Phật tử về đông, dạ, đúng không? Chứ nếu không có thầy Minh Tệ mình không có gì đâu, dạ, đúng không? Hay quá. Đất Gia Lai ngọt ngào tình cảm, cô bác gần xa tụ tập về đây, đến đây buông bỏ tất cả, buông bỏ tất cả hết, dạ, không nghĩ gì cái cuộc đời mà đen tối, mình chỉ chọn cái con đường chữ nhẫn, chữ nhẫn là tốt, tiền là ngoài phù du, tiền là có làm được cái gì đâu, thấy không? Đây là đen, đây là trắng, là qua lại cũng là rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là mình, con người mình sống phải có cái chữ nhẫn. Dù cho mình ở cái địa vị cao cái nào nữa, phải không mấy em? Đúng rồi. Địa vị cao cái nào nữa, nhưng mà không có thoát, không có được cái lưới trời lồng lộng. Mình chọn một cái chữ nhẫn. Cái chữ nhẫn đó mà mình đi xe không nổi, mình dán đi hàng một ngàn mấy trăm cây đó. Đó mà vẫn đến đây để gặp mặt thầy, đánh đính để là thầy được, cho nào gặp được thầy mới được về. Nó thậm chí nó gì đó, mình đó, mình chưa có đứng ngoài cổng rồi mới gặp thấy cái dáng thôi, nhưng mà thầy mỉm cười mình vẫn thấy thôi, nhưng mà mình chưa được, chưa gần. Mình muốn đến các thầy mà để quỳ đó mình cảnh lễ, tại vì ở mình là cũng người Phật tử, rồi mình mến mộ thầy. Lúc cái đầu tiên cái áo này là mua, là đầu tiên là vừa ngưng là mình cất trong tủ, mới lấy bạn là bữa thứ bảy luôn đó. Ồ, đầu tiên luôn vậy thấy cái kênh của em với quần sáu quay là chú thấy đầu tiên, là chú nói vợ anh lấy rồi công điện anh cất vô đây nghe, hỏi chị anh chui bỏ vô trong nhà nếu em bấm máy, còn ở nhà là anh không có lạnh, không phải mua cái áo này liền. Mua cái áo này liền là bắt đầu là cái trời tới chỗ cái nghĩa trang đó là không cho ngủ đó, cái thấy sao cảm động thầy quá trời. Cái nó anh sẽ đi là em ơi thì anh đi được mừng, mình đi lên đây là thầy là vợ cho đi liền, còn đi cái chỗ khác thì có thể vợ không có cho đi, cho nên là bắt đầu là xem cái clip là thầy đang đi bên đó bờ hồ đó, là đang làm chạy về mua vé xe đặt Phương Trang lên liền, là đi lên đây là 4-5-6 đoạn xe. Trời. Nói xa nhưng mà mình đến gặp được thầy Minh Tệ là cái cuộc đời của mình nghĩ không có xa, là mình nghĩ là con đường nó xa phải không? Đúng rồi. Nhưng mà gặp thầy là mình nghĩ là gần chứ không có xa. Đã có đi xa, là không xa. Đi. Ờ, mà gặp được thầy là mình cái tâm mình không nghĩ là xa. Đúng rồi. Các em cũng vậy phải không? Dạ, các em giờ các em đi không bảo đảm em ngủ cũng không yên giấc. Dạ. Trong giờ sáng để là quay cho Phật tử mình xem. Dạ. Thì chú mới là hôm qua lên cái clip kia đấy, đặt cho cái ở trên đất Gia Lai này. Một cái thơ là cái gì mình không biết, tại vì hồi nhỏ mình chưa có học. Dạ. Không có học chưa học nghe. Rồi tự nhiên mình đi xe mình nói đi gặp thầy, mình vô trong đó mình đánh lễ là đất Gia Lai cây xanh bóng mát, thấy không? Yeah. Đúng không? Yeah. Quý Phật tử mô Phật, cây xanh bóng mát có thầy Minh Tệ cô bác mới về đây đông, và Phật tử mới về đây đông. Nếu không có thầy Minh Tệ có thể cô bác cũng không về đây đông. Yeah. Đó, và cái chỗ tình thương là thương cái thầy ăn một bữa ngủ ngồi không có ngủ nằm như mình thì niệm ấm trăng im đó, từ cái đó, chỗ đó là người ta thương cái chỗ đó thôi. Yeah. thậm chí mà vật chất cao lương thầy cũng buông bỏ, từ cái chỗ đó mình mới học hỏi thầy, chứ mình hôm nay là cũng nửa đường đời rồi mà mình lớn tuổi hơn thầy, nhưng mà thậm chí là mình thua cái chân của thầy luôn. Yeah. Thua cái chân của thầy luôn, mình tôn trọng thầy chỗ đó thôi. Yeah. Đó, vậy mong Phật tử á, ai hiểu được thầy thì cái đó, còn không hiểu đừng có nói gì. Yeah. Đừng đó, có đừng có nói gì, đừng có nói gì hơn. Ai ăn nấy no, ai tu nấy hưởng. Yeah. Chứ mình muốn vượt qua cái giới mà hơn cái người đó cũng có làm gì, có ba y và một bát thôi, đúng không các em? Yeah. Các cộng đồng mạng trong nước ngoài nước, tôi đến đây tôi đi tôi hơn thầy, tôi cũng đem được đâu, cũng hai bàn tay trắng à. Đúng rồi. Có đem được đâu, mong thầy gắng vượt qua cái khổ này, giống như bộ phim Tây Du Ký đang đi thỉnh kinh rồi mà còn quỷ dương ám ảnh, còn phải nhận xác cái cung kinh ước gã ra đó, các em thấy con mình tiêu ký không? Dạ. Đó là mình phải xem vô cái đó mình phải hiểu, còn cô bác thương thì cô bác đến, không thương thôi đừng có đến, đừng có nói gì cho thầy, để cho thầy giải thoát đi. Dạ. Thầy tu đi. Rồi, cảm ơn chú, là cái con đường của thầy là như vậy đi. Dạ. Dạ. Chứ rồi. Còn mình không nói gì cái chuyện ở ngoài xã hội. Dạ. Đó. Rồi, chú hơn con chú cũng không được làm gì. Dạ. Thấy không? Đó, chú ở nhà chú dùng bằng mà đến đây ví dụ chú ăn chay suốt cái chú về luôn đó, vậy đó chứ không. Dạ. Phải mình ở nhà mình ăn mặn lên, mình ăn mặn là mình không có tôn trọng thầy. Đất này rồi là thật sự nói trên cộng đồng trong nước và ngoài nước có chữ ném đá mình cũng sẵn sàng chịu luôn. Đất đây là có thể đất Phật, đất Gia Lai này có thể đất Phật. Dạ. Sau này một đất sẽ là gà một tấc vàng, đúng không mấy em? Lưu tấp. Dạ. Đây đất Gia Lai này sau này
một tấc đất sẽ là một tấc vàng. Rồi, mô Phật. Dạ, mô Phật. Rồi, chào chú ha. Yeah.